Trời ơi. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail mà mình nghĩ là nó rất là đơn giản luôn. Nó tên là Bellinis. Cho những bạn nào yêu thích champagne nha. Và món này được Giuseppe Cipriani tạo ra vào những năm 1934 đến những năm 1948 ở Venice, Ý. Và ông Giuseppe đặt tên món này là Bellinis bởi vì cái màu hồng của cái món này nó làm cho ông gợi nhớ tới cái tà áo toga ở trong một cái của một người tu sĩ ở trong một cái bức tranh của Giovanni Bellini. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nhé. Rồi, và món này thì cực kỳ là đơn giản luôn. Mình sẽ cần một ly rượu sparkling wine và sau đó là mình sẽ cần một ít puree của đào. Puree nó giống như kiểu sinh tố đào vậy đó. Đó, rồi mình cho vào đây nha. Nó khoảng 60ml của puree. Kiểu Bellinis là một trong những cái món mà yêu thích của mình luôn á. Tại vì nó rất là dễ uống, mà sparkling wine, rượu sparkling wine thì nó dễ uống nữa. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đổ đầy với rượu sparkling wine là xong. Rượu vang sủi bọt. Vang sủi bọt là sao? Là nó giống như rượu vang vậy, nhưng mà trong quá trình mà lên men thì người ta sẽ cho thêm khí CO2 vô để nó là cho thêm khí CO2 vô để cho nó có cái kiểu độ bubbling á. Đó thì thực ra trong công thức này thì người ta sẽ xài Prosecco, là một loại rượu vang nổi tiếng của Ý. Nhưng mà mình không có Prosecco thì mình sẽ xài một cái loại, bất kỳ loại rượu vang sủi bọt nào cũng được. Và nếu có Champagne là một loại rượu vang sủi bọt hảo hạng, thì các bạn có thể xài luôn Champagne cũng được. Rồi, mình cho vô đây nha. Đó, ơi ngon quá. Và mình sẽ trộn nó lên giống như kiểu trà đào vậy đó. Trời ơi tuyệt vời. Rất là ngon, rất là thơm luôn, và pha cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, và đây là món Bellinis. Uống thử nha. Mình sẽ quậy lên lại một xíu cho nó bay cái đào lên. Rồi, trời ơi, không chê vào đâu được luôn á. Cái mùi của rượu vang á, thực ra mấy bạn thấy là khi mà mình uống rượu vang đỏ hay là rượu vang trắng á, mình sẽ thấy nó hơi khó kiểu á. Nhưng mà đối với rượu vang sủi bọt á thì nó sẽ dễ chịu hơn. Một là khi nó uống lạnh, hai là nó có thêm cái bubbling nữa, với lại cái nó thường những cái loại rượu vang sủi bọt á thì mình cảm nhận là nó sẽ hơi ngọt một xíu so với lại rượu vang đỏ hay là rượu vang trắng. Thì vang sủi bọt thì nó tạo cảm giác rất là dễ uống, và thêm cái mùi của đào nữa, trời ơi quá tuyệt vời luôn. Kiểu giống như là một cái món mà chị em phụ nữ mình nên uống á, thì nó giống như nó tạo nên mình một cái vibe giống như kiểu của Aperol Spritz. Rất là dễ uống, rất là thơm, trái cây, refreshing, rất là đã. Ngon quá, rất là thơm, và cái mùi của rượu vang sủi bọt nó đi với lại cái mùi của đào rất là hợp. Và đây là món Bellinis. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description nha. Mình có để thêm những cái thông tin khác, nhóm pha chế cocktail, pha chế rượu tại nhà nè, rồi với lại cái app cocktail pha chế, hỗ trợ pha chế đầu tiên của Việt Nam bằng tiếng Việt. Mình để link ở dưới đó luôn nha. Bạn nào cần thì nhấn vào đó, và nhớ nhấn like, share và subscribe, và nhớ comment cho mình là để cổ vũ tinh thần mình để mình tiếp tục làm hoàn thành hết 365 món cocktail. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.